Xin chào anh em nhá. Hôm nay sẽ cùng Minh Vân đi vào trong xưởng làm cóc Cộng Am xem có những cái gì nhá. Nào, cùng đi thôi. Đây anh em ơi, đây là xưởng tổng cóc nha anh em nhá. Chuyên sản xuất cóc Cộng Am từ gốc luôn. Anh em có thể ngắm cùng với em này. Đây là công đoạn vỡ này. Đấy, công đoạn vỡ tạo hình cho những tác phẩm cóc anh em chơi rồi. Cộng Am thì chúng ta cần lựa những phơi thôi cũng có thể sẫm sẫm màu đi anh em nhá. Đấy, đường vân nó phải rõ nét đẹp này, nhiều tinh cầu. Thì anh em không nên chọn những đường vân mà màu trắng đâu. Đấy, cố gắng chọn những màu gỗ màu thâm, thâm chút xíu thì nó sẽ nhiều tinh cầu anh em nhé. Và đặc biệt là gỗ phải nặng anh em nhé. Đây này, đây là khâu công đoạn tạo hình này, gồm có máy cưa này, đấy, cưa tạo hình này, máy phay này, đấy, và kèm theo các dụng cụ để tạo nét sản phẩm anh em nhé. Đấy, và sau khi tạo hình xong thì những công đoạn vỡ gọt chúng ta sẽ vỡ bằng những dụng cụ như là những chiếc đùi đục này. Đấy, thủ công bằng tay nha anh em nhé. Anh em hay bảo dùng máy nhưng không phải dùng máy đâu, hoàn toàn thủ công bằng tay luôn. Anh em cùng lắng nghe này. Đấy, đây là công đoạn gọt vỡ này. Từ một tác phẩm vỡ xong chúng ta sẽ bắt đầu hoàn thiện bằng khâu gọt. Gọt xong thì đến khâu trà nhặn, chúng ta sẽ trà bằng chiếc máy này anh em nhá. Ok cho anh em ơi. Đấy, đây là hàng đều vân gỗ rất là đẹp và vân gỗ rất là rõ nét. Anh em chọn gỗ thì cần chọn những màu gỗ thấp, nhiều tinh dầu và gỗ nặng anh em nhá. Sau đó thì đến công đoạn khi đã hoàn thiện xong rồi thì chúng ta sẽ làm đồng tiền và kèm gắn mắt để khai quang điểm nhan cho cụ, để cụ chiêu hút tài lộc, đem lại vượng khí may mắn cho anh em nhá. Đấy, anh em nắm cùng em này. Đấy, rất là nhiều công đoạn luôn để tạo tác phẩm đẹp. Em chọn sắc nét từng chi tiết một, gỗ đều được chọn lọc từ trên rừng về, thế nên là gỗ không tí vết, không lỗi lầm gì đâu anh em nhá. Đây là rất là nhiều gỗ lạc anh em này, rất là nhiều gỗ luôn nhá, toàn là hàng nguyên khối hết, không có hàng chắp ghép gì đâu anh em ơi. Anh em nhìn thấy không ạ? Tại chỗ này đang gần 5 tấn gỗ. Đó anh em nhá, rất là nhiều luôn. Đó, đều chọn lọc từ rừng về anh em nhá. Đấy anh em yên tâm. Còn bên này là anh thợ đang vỡ di lạc cũng bằng chất gỗ Ngọc Am. Đó anh em ạ, cũng một cụ di lạc kéo bao tiền. Đấy anh em nhá, chất gỗ này, anh em nhìn là chất gỗ này. Đây là những mạch tinh dầu này. Mạch này có thấu quang anh em nhé. Đấy, những mạch tinh dầu này, thẫm này. Anh em lựa chọn gỗ thì ta cần nhìn đến màu sắc này và cân nặng của gỗ để định lượng xem lượng dầu trong gỗ có nhiều hay không. Lượng dầu trong gỗ nhiều sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng và cũng như là độ thơm của gỗ. Này đang còn rất là nặng này. Đấy anh em nhé, 206 kg. Sản phẩm này em đang đục đi lạc. Anh em nào quan tâm thì dưới nhá. Đấy, đây là tập kho gỗ Ngọc Am bên xưởng gỗ Minh Vân anh em nhá. Đấy, anh em quan tâm về những mặt hàng đồ gỗ Ngọc Am thì có thể gửi vì để lại bình luận, và thấy video hay thì đừng quên thả like, thả tim và bổ cho em quả sẻ anh em nhá.